với các anh em. Đây là mình, đây là test con đồng hồ này. Mình để chế độ bình thường thôi nha, mình không bật cái chế độ mà cái chế độ mặt trăng, nói chung là chế độ mà tắt cái màn hình đi chứ. Đó. À, con này đúng bá đạo luôn, nhiều lỗi quá. Này. Giờ không biết nó có lên không. Hay là mình nghĩ là trong này có một con gì đó nó cặn, kiểu như là nó bị ấy mạch rồi nó tự ngắt mạch các bạn. Này. Này giờ mình sẽ lật tay nó lên màn hình luôn nha. Rồi, to luôn. Vãi nồi thì em hiểu tại sao nó tự tắt nguồn lắm bạn ơi. Nó chán vãi nồi, bỏ ngoài nắng cái xỉ chứ mấy, không hiểu kiểu méo gì. À, giờ mở nguồn này nè, đó thấy chưa. À, chán ghê luôn. À, trời nắng 1 giờ nè, người nắng xỉ với mấy đấy, còn 18% đấy, đâu có bật chế độ này đâu, tấm màn hình đâu, vẫn bị pin đồ đầy đủ. Mình cả ngày hay vận động, bữa trước đi học về á là mình bật cái chế độ này này, rồi đi học về buổi trưa để trên xe máy á, chạy vậy á, đó kẹt trên tay về chạy này, đi về tới nhà lắc bấm nguồn không lên luôn. Không hiểu mà mình bật cái gì trong này mà nó bị như vậy ta, trong khi đó máy vẫn bình thường. À, đây là một phần của chế độ đó nha, còn nhiều nữa các bạn ơi.